Xin chào các bác, hôm nay em lại quay trở lại để có thể là chia sẻ với các bác một chút kinh nghiệm trong cái việc mà khi mà mình đã có những cái bức tranh ngọc đường phú quý đẹp như thế này rồi thì mình nên treo tranh ngọc đường phú quý như thế nào. Và đây cũng chính là một trong những câu hỏi mà em nhận được rất là nhiều của các bác khách hàng bên em khi mà mình đã mua tranh ngọc đường phú quý rồi, hoặc là các bác đang muốn tìm hiểu để có thể là dinh một em ngọc đường phú quý này về để trang trí cho không gian nhà mình trở nên đẹp và nó mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt cho gia đình nhà mình luôn. Thì đối với cái tranh ngọc đường phú quý này ấy, thì trên tranh thì các bác có thể thấy là họa tiết gồm có tùng cúc trúc mai thể hiện cho 4 mùa trong 1 năm. Và ngọc đường phú quý chính là bức tranh, nó mang ý nghĩa phong thủy, chính là việc mà mình sẽ mang lại tài lộc này, vượng khí này, và thu hút tài lộc, mang lại điều may mắn, đẩy những cái tà khí ra khỏi không gian nhà của mình khi mà mình treo cái bức tranh ngọc đường phú quý này lên, cả bảo vệ cho cả gia đình mình toàn bộ tất cả các ngày trong năm đấy. Nó thể hiện cả tùng cúc trúc mai đấy các bác, là cả một năm đấy ạ. Và tiếp theo thì các bác thể thấy là đôi chim công này thì sẽ là tượng trưng cho sự hòa thuận, sự gắn kết, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống vợ chồng, và cũng như độ trong cuộc sống gia đình đoàn kết của mình nha các bác. Thì đó chính là cái ý nghĩa mà cái bức tranh mang lại. Và cái việc mà cái bức tranh ý nghĩa như thế này thì liệu treo như thế nào và treo ở đâu để nó có thể là phát huy được tất cả những cái điều tốt đẹp về ý nghĩa phong thủy cũng như là cái ý nghĩa của bức tranh này. Thì đối với tranh ngọc đường phú quý như này nha các bác, thì các bác có thể treo cho em là ở phòng khách này, phòng làm việc, thậm chí là các bác có thể treo phòng ngủ. Vậy lý do vì sao mà lại có thể treo được nhiều như vậy? Cái lý do là bức tranh ngọc đường phú quý này này, nó mang lại ý nghĩa là thu hút tài lộc, vượng khí, xua tan tà khí này, và mang lại cực nhiều sự may mắn về cho gia chủ. Chính vì thế mà nó sẽ mang, khi bác treo ở phòng khách, phòng làm việc thì nó sẽ làm cho cái công việc trở nên hanh thông này. Về cái không gian thì mang lại sự vượng khí, tài lộc, thu hút tài lộc vào nhà cho các bác này. Thì đó chính là lý do vì sao mà khi mình treo, mình nên treo ở phòng khách hoặc là phòng làm việc này. Còn cái vấn đề mà treo ở phòng ngủ, các bác có thể nhìn thấy dùm cho em là đây sẽ có 3 đôi chim công. Đôi chim công này thì thể hiện cho sự gắn kết này, sự đoàn kết, sự nồng ấm, và cũng như là sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Khi mà mình treo ở phòng ngủ thì nó lại càng giúp cho cái vượng khí, cho cái cuộc sống hôn nhân của mình trở nên mặn nồng hơn nha các bác. Chính vì thế mà đây cũng chính là bức tranh mà có thể các bác có thể treo được ở phòng khách này, phòng làm việc hoặc là phòng ngủ, đều là rất cực kỳ thích hợp cho mình. Nó vừa mang tài lộc, vừa mang vượng khí, vừa mang cuộc sống hôn nhân viên mãn cho mình. Thì đó chính là cái bức tranh, việc treo bức tranh vinh ngọc đường phú quý ở đâu thì nó có thể đạt được cái lợi ích phong thủy tối đa cho các bác nha các bác. Thì nếu bác nào đang quan tâm tới ngọc đường phú quý này thì em cũng xin phép được giới thiệu luôn. Ngọc đường phú quý này thì hôm nay em đang giới thiệu là sẽ kích thước 1m2 x 2m3. Chất liệu của nó thì sẽ là đồng vàng, và họa tiết thì sẽ được dát vàng và dát bạc nha các bác. Điều đặc biệt của tranh này thì sẽ là khung tranh thì sẽ được làm bằng khung đồng. Các bác thể thấy là cả tranh và khung đều là bằng đồng nha các bác. Sẽ khác với những bức tranh hôm trước em giới thiệu với các bác đấy ạ. Thì tranh này thì là sẽ là 1m2 x 2m3 và sẽ là khung đồng luôn. Nếu bác nào đang quan tâm tới bức tranh này hoặc là cần em tư vấn thêm gì về các kích thước của tranh hay là các mẫu tranh khác thì các bác có thể trực tiếp liên hệ với em qua số điện thoại 0339 737 519, và số này thì em cũng sử dụng làm số Zalo luôn ấy ạ. Hoặc các bác có thể để lại thông tin và số điện thoại ngay dưới phần bình luận của video này thì em sẽ trực tiếp liên hệ lại các bác để có thể là tư vấn hỗ trợ các bác ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào các bác và hẹn các bác lại những video tiếp theo của em.